Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến lễ hội, hạn chế việc chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí là không còn cảnh trộm cắp, móc túi vặt ở lễ hội. Cùng với công tác tổ chức đảm bảo an ninh, những hình ảnh tại khu di tích Đền Hùng sáng nay đã cho thấy những tín hiệu tích cực về việc người dân đi lễ ngày càng văn minh và có ý thức hơn. Thời tiết nắng nóng nhưng không ngăn được dòng người hành hương về Đền Hùng trong ngày chính lễ. Càng về trưa, khách đến Đền Hùng càng đông hơn. Năm nay, dù ban tổ chức thông báo không tổ chức phần hội mà chỉ có phần lễ, nhưng người dân ở khắp mọi miền đất nước tìm về Đền Hùng để thắp một nén nhang tưởng nhớ tri ân các vua Hùng. Mình thì làm nghề du lịch, mình đi khá nhiều nơi trên mọi miền đất nước rồi. Nhưng mà mỗi lần về với Đền Hùng thì mình có cảm giác rất là kiểu về với nhà của mình, cảm giác là bâng khuâng và sao xuyến. Nhớ về cội nguồn của mình thì nên là mỗi một năm và ngày dỗ tổ hàng năm thì cả gia đình mình đều đến thắp hương để nhớ về cội nguồn. Dỗ tổ năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nguy cơ bùng phát, nên hầu hết người dân đã ý thức được việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Cùng với đó, ban tổ chức cũng sắp xếp khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí ở nhiều địa điểm công cộng cho người dân dễ dàng sử dụng. Tôi thấy là ban tổ chức cũng có pháp gọi là tuyên truyền, em thấy là hầu như là khách đến là cũng đeo khẩu trang hết. Công tác tổ chức phân làn cho khách đến là rất là tốt. Mặc dù năm nay là không phần hội nên là cũng buồn đi nhiều hơn. Nhưng mà mọi người vẫn giữ gìn ý thức mà phòng chống dịch bệnh COVID nên là cũng đeo khẩu trang và sát khuẩn đầy đủ. Khoảng 10 ngày trước khi diễn ra chính lễ, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 900 chiến sĩ làm nhiệm vụ phân luồng giao thông cũng như bảo đảm an toàn cho người dân đến tham quan khu di tích. Việc lắp đặt camera giám sát ở các địa điểm đông người, tăng cường quân số ở các điểm nóng giao thông đã làm hạn chế tối đa rủi ro cũng như tội phạm hoạt động ở lễ hội. Lực lượng công an cũng đã tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông rất là tốt. Kể cả đồng bào về dự dỗ tổ Hùng Vương năm nay cũng rất là có ý thức. Do vậy thì cái việc mà phát hiện những cái đối tượng tham gia tổ chức cướp giật cũng như là móc túi thì cho đến thời điểm này thì lực lượng công an không phát hiện thấy một cái đối tượng nào cũng như một người dân nào trình báo lên công an là có thể mất. Hôm nay hàng ngàn người dân ở các tỉnh phía Nam đã đổ về khu tưởng niệm các vua Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh để dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước giữ nước của các vua Hùng và các bậc tiền nhân. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu tưởng niệm đền tưởng niệm các vua Hùng trong công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong một không khí trang nghiêm bằng những nghi thức trang trọng nhất, lễ cúng tổ vua Hùng được bắt đầu bằng nghi thức dân tế. Và đây là nghi thức nhằm cầu cho quốc thái dân an, nhắc nhở con cháu về truyền thống dựng nước và giữ nước. Lễ dân cúng vua Hùng luôn được xem là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong không khí thành kính linh thiêng ngày giỗ tổ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương lên các vua Hùng. Sau đó, hàng ngàn người dân và du khách cũng đã đồng loạt dâng hương tưởng niệm với các nghi lễ truyền thống. Tôi cảm thấy rất là tự hào là công dân người Việt Nam là có những cái ngày truyền thống như thế này, và cũng hy vọng là tất cả người Việt Nam dù sống ở đâu cũng nhớ cái ngày giỗ tổ này để về viếng và xem đây là cái nôi của truyền thống Việt Nam. Mặc dù là COVID-19 nó diễn biến rất phức tạp, nhưng mà lòng yêu nước của người dân tộc Việt Nam bất cứ là coi như ở nơi nào cũng là hướng về là và giỗ tổ Hùng Vương, cho nên là chúng tôi thấy năm nay rất là đông vui và rất là trang trọng. Vâng, ngoài những ý nghĩa đó thì năm nay lễ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra khi tình hình dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp, nên tại các điểm tham quan đền thờ đều bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn và luôn nhắc nhở người dân giữ những khoảng cách đảm bảo an toàn về cái phòng chống dịch. Và lực lượng chức năng cũng như là các bảo vệ cũng luôn dùng loa cầm tay để yêu cầu người dân đeo khẩu trang kể cả khi hành lễ và tham quan. Số lượng người đông nhưng mà tôi thấy là đảm bảo cái tình hình dịch bệnh. Có nghĩa là ban tổ chức cũng đã cho rửa tay nào gì đó, vắc sát khuẩn thì thấy nó cũng được, bản thân tôi cũng thấy phòng ngừa. Sau thời gian dài phải ở nhà phòng dịch, dịp lễ lớn năm nay dự báo lượng khách đổ về các điểm tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng. Bên cạnh những hoạt động thường ngày, các khu du lịch vui chơi trên địa bàn thành phố còn tăng cường thêm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật để phục vụ khách tham quan tốt hơn. Ước tính lượng khách trong dịp lễ này sẽ tăng gấp 2 đến 10 lần so với ngày thường, nên hầu hết các địa điểm tham quan vui chơi đều tăng thêm thời gian phục vụ khách.
tỏ lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã làm mâm cơm ngày giỗ tổ kính dâng lên các vua Hùng. Đây là việc làm vừa có ý nghĩa thực hành tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng Vương, vừa truyền dạy cho các thế hệ con cháu hiểu thêm về di sản văn hóa quý báu của người dân đất tổ. Nhiều năm nay, cứ vào ngày giỗ tổ, gia đình ông Nguyễn Kim Đức, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì lại sửa soạn một mâm cơm tươm tất dâng cúng tổ tiên và các vua Hùng. Mâm cơm không quá cầu kỳ, sang trọng, nhưng bao giờ cũng có món ăn truyền thống và quan trọng là sự thành tâm dâng lễ tri ân công đức các vua Hùng. Như mọi năm, thì gia đình chúng tôi làm mâm cơm tri ân các vua Hùng. Những món không thể thiếu được đó là bánh chưng, bánh dày và dưa hấu. Chu Hóa thì nó có những cái món đặc sản, ví dụ như là món gà rang kiệu, đấy là những cái món mà sở trường truyền thống của cha ông chúng tôi để lại. Theo truyền thống, mâm cơm dâng cúng vua tổ thường có bánh chưng, bánh dày và cơm tẻ. Món bánh chưng, bánh dày là hai sản vật thời kỳ Hùng Vương, tượng trưng cho trời, đất, sự sinh sôi nảy nở của muôn loài. Cơm tẻ cũng do vua Hùng dạy dân cấy lúa mà ra, là lương thực hàng ngày, nên khi trong mâm cỗ có nếp, có tẻ, cũng như có âm, có dương đầy đủ hòa hợp. Cỗ cúng Hùng Vương trước hết là phải có gạo, nó tiêu biểu cho thời Hùng Vương, là một cái sản vật thời nay cũng vẫn quý, mà nhất là thời Hùng Vương rất đề cao cái nghề trồng lúa nước, nhắc nhở cho con người về cái lịch sử mà chúng ta đang phải ôn lại, nhớ lấy để mà lưu giữ. Từ năm 2019, Ban tổ chức giỗ tổ Hùng Vương đã vận động các gia đình trên địa bàn tỉnh có mâm cơm tri ân, do gia đình tự chuẩn bị, đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên chung của dân tộc trong ngày 10 tháng 3 âm lịch. Từ đó đến nay, việc làm này ngày càng được mở rộng và được nhân dân hưởng ứng. Chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo, vận động bà con nhân dân làm bữa cơm tri ân các vua Hùng. Bà con dân thì nhiệt tình ủng hộ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục để vận động để đến mức đạt được 100% các hộ gia đình đều có bữa cơm tri ân trong cái dịp 10 tháng 3. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, nhưng được nâng lên một tầm cao hơn, đó là tổ tiên chung của cả dân tộc Việt, đặc biệt là mang giá trị lòng yêu nước, thể hiện sự tôn trọng sùng bái công lao to lớn của các vua Hùng. Việc khuyến khích các gia đình làm mâm cơm tri ân công đức các vua Hùng đã phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.